Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là những thông tin về thể thao diễn ra trong tuần qua. Thay vì những môn thể thao tập trung đông người thì đạp xe đạp hàng ngày đang là hình thức tập luyện được nhiều người dân thành phố Hưng Yên lựa chọn cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Các khu vực như quảng trường Nguyễn Văn Linh hay một số tuyến đường ít người qua lại trên địa bàn thành phố đều là địa điểm lý tưởng để người dân đạp xe đạp. Với việc tập luyện thể thao trong mùa dịch đúng cách, người dân còn có thể giải tỏa được tâm lý căng thẳng, lo lắng bị nhiễm bệnh, từ đó giúp nâng cao tinh thần và thể chất. Trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay thì việc tập trung tại những nơi đông người là việc không nên. Do vậy, để có thể luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe mà vẫn có thể tuân thủ tốt các biện pháp phòng dịch thì nhiều người dân trên địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã lựa chọn môn thể thao đi bộ và đạp xe để tập luyện, nâng cao sức khỏe. Địa điểm mà mọi người thường lựa chọn để tập luyện là các đoạn đường vắng trong khu giãn dân hoặc các đường bao ít xe cộ chạy qua gần khu dân cư. Mọi người tham gia tập luyện đều nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tham gia tập luyện thể thao. Ông Cao Văn Toàn ở thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang có hơn 20 năm tập luyện môn cầu lông. Đây là một trong những vận động viên thể thao phong trào tiêu biểu của huyện Văn Giang. Dù đã 60 tuổi, song ông Toàn vẫn đam mê và duy trì tập cầu lông thường xuyên tại câu lạc bộ cầu lông Đoàn Kết, xã Nghĩa Trụ. Ông Toàn là tấm gương khích lệ nhiều thành viên trong gia đình dòng họ tham gia chơi cầu lông, rèn luyện sức khỏe. Đối với ông Cao Văn Toàn, tập luyện cầu lông giúp ông nâng cao sức khỏe và có thêm niềm vui trong cuộc sống. Ông Toàn nhiều lần được huyện Văn Giang lựa chọn đi tham dự các giải cầu lông trong tỉnh và đã giành được hơn 30 huy chương các loại, trong đó có 12 huy chương vàng nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Thưa quý vị và các bạn, dịp hè đến, nhu cầu vui chơi thể thao của thanh thiếu nhi tăng cao. Vì thế, một số địa phương đã bắt tay vào cải tạo ao bơi làm sân chơi thể thao, tạo điều kiện cho các em có nơi vui chơi, tập luyện thể thao bổ ích lành mạnh. Đây là việc làm cần được nhân rộng ra nhiều địa phương. Trước thực tế, nhiều năm qua, trẻ em và thanh thiếu niên trong xã thiếu địa điểm để học bơi dẫn đến một số vụ đuối nước thương tâm. Cuối năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ quyết định đầu tư xây dựng một ao bơi rộng gần 2.000 m² nhằm phục vụ miễn phí nhu cầu học bơi của trẻ em trong xã. Kinh phí xây dựng trên 4 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất xã Tân của xã. Công trình ao bơi đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào từ hè năm nay. Đây chính là món quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của chính quyền xã Nhật Tân đối với trẻ em. Mục tiêu của xây dựng cái ao bơi này thì là để giúp cho thanh thiếu nhi có cái điểm để đến tập bơi và làm sao phấn đấu trong những năm tới đây là 100% thanh thiếu nhi của Nhật Tân phải học bơi, phải biết bơi để phòng chống đuối nước. Tuy đời sống kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, song vừa qua, nhân dân thôn Mai Viên, xã Song Mai, huyện Kim Động đã chung tay ủng hộ tiền và ngày công để dành tặng cho thanh thiếu niên một sân bóng đá. Từ quỹ đất, quy hoạch sân chơi của địa phương, người dân thôn Mai Viên đã xã hội hóa được 50 triệu đồng để cải tạo sân, lắp hệ thống lưới bao quanh sân. Đón các cháu về cái dịp tức là nghỉ hè. Thế và đồng thời như chúng tôi thì có như tu bổ lại một số các cái khu vực, một số các cái hệ thống để cho như các cháu như có cái sân nó chơi cho nên nó vui, tập trung và thu hút các cháu về để như cho các cháu tức là tránh xa các cái tệ nạn xã hội. Từ chỗ thiếu địa điểm vui chơi thể thao thì hiện nay thanh thiếu niên thôn Mai Viên đã có nơi thuận lợi và phù hợp để thỏa mãn nhu cầu tập thể thao của mình. Chiều nào bọn em cũng tập trung ở đây để rèn luyện thể lực, rèn luyện sức khỏe. Từ khi có sân bóng này thì các hoạt động vui chơi thể thao rất là lành mạnh. Ngày càng có nhiều chính quyền địa phương và người dân quan tâm chú trọng đến làm các sân chơi ao bơi cho thanh thiếu nhi trong dịp hè như xã Nhật Tân và thôn Mai Viên. Đây là những việc làm thiết thực và có ý nghĩa giúp các em được tiếp cận với các hoạt động vui chơi bổ ích, có nơi học bơi để phòng tránh đuối nước, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội và tai nạn thương tích, nhất là trong dịp hè, học sinh được nghỉ học dài ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thể thao lần sau. Thân ái chào tạm biệt.